Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Nay không có làm gì hết, quẩn đi thăm buổi sáng cho nó thoải mái mọi người ơi. Đây là đống mía. Cũng địa điểm cũ không à. Không biết địa điểm cũ thành ra không biết có không nữa. Giờ sáng rồi mọi người. Rồi tới cái bẫy đi rồi quay cho mọi người xem nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi tới cái bẫy đi rồi quay nha mọi người. Đây, cái bẫy đầu tiên khui rồi, không dính. Khai trương vậy là thấy là không hên rồi nha mọi người ơi. Cái trường vậy là thấy không ổn rồi. Cái bao huyền thoại. Rồi. Trời ơi, mọi người xem nè. Chuột dính vô cái bẫy, trộn giật cái bẫy hư luôn. Trời đất ơi, đây trộn, đây có trộn. Nó lôi cái bẫy kiếm nãy giờ, giờ mới gặp được nè. Rồi, tình hình này là nguy cơ lắm. Có trộn vậy là nguy hiểm rồi. Nghi cho nó xé hết mấy bẫy đây quá. Rồi, về đem bẫy trộn lên đây mới được. Khui. Đây. Một em. Chút cơm. Khui đây một em nữa. Cơm không ta? Đây, 20 cơm mà. Nó bị trộn khóa chứ thôi, trộn nó không khóa được 3 con rồi. Làm xế con uống quá. Trộn nó chắc cũng bự ạ. À. Lâu cái bẫy đi được kiểu đó chắc cũng phải là 2 kg ạ. Thôi rồi bữa nay hết thời mọi người ơi. Xé banh tành luôn đây một cái nữa. Xu gì ta? Dấu chân trộm luôn, đi dọn gió luôn mà. Rồi xong hai cái bẫy. Đập méo mó mình lum luôn. Ồ, quần nguyên phình luôn. Cười. Dính. Em. Cơm nữa. Giờ đây chắc cũng kiếm chuột cống cũng hơi khó mọi người ơi. Nếu có trộn khóa cái đó là chuột cống nó bỏ nó đi hết. Phá hai cái rồi, hết mất hết hai con rồi, uổng quá. Ây da. Làm dấu cái gút. Wow, ảnh ngồi. Ảnh ngồi chốc ngốc à. Cơm.
Em này còn nè, lát lấy em này về bẫy trồn, em lên đây gài mới được, trả thù lại nó phá mấy cái bẫy quá. Em lên trả thù nó. Đây, một em. Thấy ghét không? Con em cấm duy nhất mà không được bự nữa chứ. Trộm nó ăn hết hai cái, hai cái đó nó là ngon rồi. Thất bại. Rồi, nay có 5 con rồi mọi người ơi. Đây. Một em chuột cơm. Hai em. Ba em. Bốn em. Và cuối cùng con chuột công tơ 5 con đã rồi mọi người. Đám mía này có trộm nha mọi người, bởi nó phá hai cái bẫy à. Ví dụ như con chó thì nó quần là cái chỗ bẫy nó quần rộng lắm nha mọi người, nó giật nó rộng, còn này con trộm nó không có quần cái chỗ đó mà nó xé bẫy thôi, chứ nó không có quần cái chỗ mình đặt. Làm uổng quá, lát về đem đi gài trộm mọi người ơi. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Xin hãy đăng ký kênh cho một like, đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha.